Thưa quý vị, với tình yêu thiên nhiên sâu sắc và mong muốn chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, chị Trần Thị Thu Quyên, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đã khởi nghiệp thành công với mô hình kinh doanh thảo mộc an nhiên theo công thức được nghiên cứu riêng, có cơ sở khoa học, được Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm. Và ý tưởng khởi nghiệp này đã lọt vào vòng chung khảo tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động năm 2020. Thảo mộc an nhiên ra đời năm 2017 với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, hỗ trợ điều trị một số bệnh như gút, rối loạn tiền đình. Tất cả những sản phẩm đều được chị Trần Thị Tú Quyên tự tìm hiểu công thức để làm và được kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm bởi Viện Pasteur Nha Trang. Chị Tú Quyên cho biết, ban đầu vốn của chị chỉ có 5 triệu đồng cùng với sự hỗ trợ từ người thân. Sau hơn 3 năm, nhận được sự tin tưởng của khách hàng, công ty chị đã có 13 đại lý trong nước và quốc tế. Thu nhập có tháng cao nhất lên đến 400 triệu đồng. Ban đầu thì mình cứ nghĩ rằng là mình chỉ giúp ích cho gia đình và một số người thân thôi. Nhưng sau đó khi mà cái sản phẩm mà gửi đi rất là nhiều nơi và được người dùng rất là hưởng ứng và họ đánh giá cao về chất lượng sản phẩm thì bắt đầu mình mới có ý tưởng là sản xuất ra để bán cho nhiều người. Ngoài ra, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, chị Quyên đã mở thêm một spa dưỡng sinh sử dụng chính những thảo mộc mình làm ra. Không chỉ giúp cho bản thân, mà cơ sở kinh doanh của chị Quyên đã hỗ trợ việc làm cho nhiều chị em phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với mức thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng một tháng. Đối với cái mô hình khởi nghiệp của chị Quyên, thì đây cũng là một trong những cái mô hình khởi nghiệp mà Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê đã phát hiện cũng như là đã giới thiệu và thi cấp trung ương trong thời gian vừa qua của năm 2020. Thì qua cái quá trình đầu tư cũng như là phát hiện và các cái sản phẩm của thảo mộc an nhiên thì chúng tôi thấy rằng là nó rất là hiệu quả và đem lại được cái kinh tế cao đối với lại bản thân của chị Quyên. Theo chị Tú Quyên, trước khi khởi nghiệp với mô hình kinh doanh thảo mộc an nhiên, chị cũng đã từng thất bại khi mở công ty về lĩnh vực thương mại. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất mà chị từng nếm trải khi vốn liếng đội nón ra đi, chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Nhưng với niềm đam mê của bản thân với thảo mộc, chị đã kiên định vượt khó và có được thành quả như ngày hôm nay. Đối với chị, bản thân mình tốt hơn ngày trước đã là một thành công. Và công việc này là niềm vui mỗi ngày của chị.